Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 23 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Phương Hằng diễn cương hạ màn sớm hay thay kịch bản. Sau cuộc hội thụ quần hùng 1000 fan cuồng và YouTube kền kền tại sao huyệt du lịch Đại Nam, sáp nhập báo chí quốc doanh và phản động vô chung một ruột để cùng luận tội. Bà Phương Hằng dẫn quân đến tận bản doanh báo pháp luật của thành phố Hồ Chí Minh để khiêu chiến. Vai diễn người hùng thế thiên hành đạo chừng như bị cường quá lố. Được giao thượng phương bảo kiếm để chém âm mưu làm từ thiện ngoài quỹ của Đảng. Và mặt trận mấy tháng qua, Phương Hằng tha hồ mạ lị, vu cáo người yếu thế đến say máu, quên cả vai tuồng. Hồng vệ binh quay súng bắn cả quân nhà, khiến thầy tuồng hoang mang, sẽ cho hạ màn hay phải thay kịch bản. Đó là vào ngày 16 tháng 11 vừa qua, sau thời gian im hơi, đồng thời đồng thuận hoặc nhắc nhở để lấy lệ, mắng yêu nhỏ nhẹ, báo chí quốc doanh đồng loạt lên tiếng phản ứng lại với thánh chửi Phương Hằng. Đây là hình ảnh buổi livestream truyền hình trực tiếp của bà Nguyễn Phương Hằng hôm 14 tháng 11 ở Bình Dương. Lần này không chỉ để thể hiện ý kiến chủ quan của các tờ báo, mà còn là thông điệp mang tính răn đe mạnh mẽ của hai cơ quan quyền lực là Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an thành phố Hồ Chí Minh, gom bó đảng phản động vào chung một giỏ. Trước đó, dư luận đã thông tin vào ngày 14 tháng 11, thánh chửi Phương Hằng đã tổ chức buổi livestream truyền hình trực tiếp tại khu du lịch Đại Nam với khoảng 1.000 người tham dự, chưa đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2 mét phòng dịch. Một số người cũng không đeo khẩu trang và có dấu hiệu vi phạm nhiều quy định về phòng dịch COVID-19. Cũng theo quy định của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương, khu du lịch được phép mở cửa hoạt động nhưng phải giảm công suất và tuân thủ quy định 5K. Khu du lịch Đại Nam ở phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một thuộc vùng nguy cơ cấp độ 3. Điều oái oăm là các cơ quan chức năng Bình Dương biết trước cuộc livestream này, cử người tham gia nhưng không hề can thiệp, hướng dẫn, điều chỉnh về quy mô tập trung hoặc ngăn chặn, mà vấn đề sự kiện diễn ra với những vi phạm có nguy cơ làm bùng phát dịch bệnh mạnh mẽ hơn. Và điều đáng nói là các fan cứng của Thánh và các YouTuber kền kền đàn em tham gia hội luận với khí thế ngất trời đã chửi vung tung tóe, không kiêng cữ một ai. Làn hơi phong phú, nồng nặc phong vị của Phương Hằng, cả giọng kèn tiếng uyển tanh tưởi của đám đàn em đã gói trộn chung quanh báo chí quốc doanh, thần thánh và kẻ xấu phản động vào chung một gói đem ra đấu trường xỉa sói. Nói cho cùng, phản động chỉ là tiếng nói của dân kêu than, không có quyền lực gì. Thánh chửi vung thiên lúc nào cũng được, nhưng báo chí quốc doanh là cái mồm của Đảng, là của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thánh mà vả vô nó thì lập tức ăn đòn. Đây là hình ảnh hai nhân viên bảo vệ đứng chặn trước trụ sở của báo Sài Gòn Giải Phóng khi chiếc xe màu đen của bà Nguyễn Phương Hằng đến gần. Vì thế bà Hằng cũng lập tức rời đi chứ không bước vào tòa soạn. Vào ngày 16 tháng 11, báo chí cách mạng cả nước đồng loạt đưa tin Cục Phát thanh và Truyền hình và Truyền thông điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương xác minh xử lý phát ngôn vi phạm trên mạng liên quan đến buổi phát hình trực tuyến livestream của bà Nguyễn Phương Hằng. Cục cũng nhận thấy vào ngày 14 tháng 11, buổi livestream có nội dung cho rằng báo chí của Cộng sản chung với phản động để đánh một Nguyễn Phương Hằng. Cục nhận thấy nội dung phát ngôn của nêu trên có dấu hiệu vi phạm pháp luật, tung tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Vì vậy, Cục cũng yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật nếu có liên quan với vụ việc trên và báo cáo trước ngày 30 tháng 11. Cũng liên quan đến buổi phát hình livestream trực tiếp vào ngày 14 tháng 11, tại khu du lịch Đại Nam, chỗ đông người, có không ít người đã không đeo khẩu trang hoặc mặc dù thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có mặt tại chỗ để nắm tình hình. Nhưng Sở chỉ nhắc nhở về biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Còn việc có vi phạm và xử phạt hay không thì đó là thẩm quyền của địa phương, nơi có khu du lịch, tức là phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một. Quan thanh tra Sở cũng không dám động đến Thánh thì cấp phường, cấp huyện, tuổi nào mà dám xử phạt đây? Thế đã rõ, trong game show hoành tráng này, Thánh có toàn quyền sinh sát với một số đối tượng nào đó, trong một số lĩnh vực nào đó, kể cả dịch bệnh, sinh mệnh của người dân,
nhưng nếu vung tay quá chán, chạm đến vùng cấm thì lập tức bị thổi còi. Nhưng tín hiệu xấu của Thánh chưa dừng lại ở lệnh xử phạt hành chính của Bộ Thông tin Truyền thông. Vào ngày 16 tháng 11, tờ báo Thanh Niên đã có thông tin nóng bỏng như sau. Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang thụ lý điều tra nhiều đơn tố cáo của bà Nguyễn Phương Hằng vu khống. Đây là hình ảnh các nghệ sĩ làm từ thiện bị bà Phương Hằng đấu tố, bị công an yêu cầu nộp sao kê từ thiện. Lưỡi búa đang treo lơ lửng cùng với hành vi vu khống, làm nhục người khác bị nhiều người tố cáo như trước đây, nhưng nội dung của thông điệp lần này không chỉ là nhắc nhở, tiếp nhận đơn, tìm hiểu sự việc. Chữ nghĩa của các văn bản của các cơ quan chức năng có hơi hướng khởi động quy trình tố tụng. Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra thụ lý nhiều đơn tố cáo của các cá nhân, nghệ sĩ và luật sư tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng, 50 tuổi, tổng giám đốc kiêm phó chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Đại Nam ở Bình Dương về hành vi vu khống, làm nhục người khác. Nguồn tin cũng được phát ra từ cơ quan có tên mà nghe đến toát mồ hôi như Phòng Cảnh sát Hình sự PC02, Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung nhiều đơn tố cáo cũng được dẫn chiếu rất cụ thể. Luật sư Lê Thành Kính cũng đề nghị xác minh làm rõ nội dung bà Nguyễn Phương Hằng vu khống ông Kính, hành hung bà tại trụ sở Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Thực tế, bà Nguyễn Phương Hằng đã phát sóng trực tiếp trên mạng xã hội livestream và nói rằng ông Kính hành hung bà tại trụ sở công an. Công an Thành phố Hồ Chí Minh thì khẳng định trên báo chí không có việc bà Nguyễn Phương Hằng bị hành hung khi làm việc tại trụ sở của PC02. Về mặt khách quan, hành vi cáo buộc sai sự thật với ông Kính có xảy ra, hành vi này đủ cấu thành tội phạm vu khống hay chưa là tùy thuộc vào nhận định của cơ quan tố tụng. Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra PC01, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng xác minh làm rõ đơn của các nghệ sĩ tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng hành vi vu khống, xúc phạm danh dự. Bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, tức là ca sĩ Vy Oanh, cũng tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng có hành vi làm nhục người khác, vu khống và lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. Còn nghệ sĩ Hoài Linh thì tố cáo bà Hằng nhiều lần livestream nói về lối sống, đời tư của ông với nhiều lời lẽ nặng nề, xúc phạm. Dù thông tin chưa được kiểm chứng, nhưng bà Hằng đã nhiều lần livestream vu khống Hoài Linh ngâm khoản tiền quyên góp từ thiện hơn 13 tỷ đồng trong tài khoản hơn 6 tháng và chi hàng trăm triệu vào việc riêng là vi phạm pháp luật. Thụ lý đơn thư tố cáo của các nghệ sĩ với Phương Hằng, cơ quan không cần mất thời gian, chi phí điều tra mà ngược lại các nghệ sĩ phải tự mình khai báo, trình nộp đến từng sao kê, từ thiện lẫn tài sản cá nhân. Đây là hình ảnh vợ chồng Thủy Tiên Công Vinh livestream giải thích trình bản sao kê tiền từ thiện để đối phó với tố cáo của bà Nguyễn Phương Hằng. Ngược lại về phía Phương Hằng, tương tự như trường hợp luật sư Lê Thành Kính, các hành vi thánh chửi đã được nghệ sĩ Vy Oanh, Hoài Linh tố cáo đã xảy ra, nhưng chứng thì đầy rẫy trên mạng Internet. Và vấn đề là hành vi này có đủ cấu hành tội phạm hay không thì tùy thuộc vào nhận định của đánh giá của cơ quan tố tụng. Về mặt lý thuyết, lưỡi búa của công lý và trừng phạt cũng đang treo lơ lửng trên đầu người đẹp Phương Hằng. Về vấn đề là Việt Nam, công lý là một tên hề. 8 tháng qua, thánh chửi này được che chắn bằng kim bài miễn tử, nhưng kim bài ấy có còn hiệu lực được bao lâu cũng là câu hỏi được đặt ra. Điều này có lẽ người buông rèm nhiếp chính, ông tổng đạo diễn của game show livestream mắng chửi này còn đang cân nhắc. Đối với Phương Hằng, công an chỉ là kẻ hầu hạ, bảo vệ không hơn không kém. Sau cuộc phi hành đại náo thiền am bên bờ vũ trụ, chấn áp ông già 91 tuổi và 8 đứa trẻ con, bà Phương Hằng đã vênh váo livestream khoe hàng, tiết lộ bí mật chấn động ngang tầm quốc gia là bà được hai đại tá công an và đám võ sĩ hộ tống bảo vệ. Quan trèo vai nhỏ khác gì thằng hề. Cấp hàm đại tá tương ứng với chức vụ giám đốc công an tỉnh, cục trưởng bị cáo Nguyễn Duy Linh, cựu tổng cục trưởng tổng cục tình báo mới ra tòa về tội nhận hối lộ của Vũ Nhôm cũng chỉ là cấp tá. Trong khi thánh chửi có đến hai đại tá đi theo bảo vệ, đủ biết vai vế cao đến mức nào. Năm Cam khi chết đã để lại câu nói bất tử như sau: cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng nhiều tiền. Chị Hằng đã không chỉ thế thiên hành đạo, sỉ nhục thiên hạ mà còn lộng ngôn, sống không cần đạo lý, chỉ cần hợp lý. Đây là hình ảnh
hàng ngàn người tập trung trước tịnh thất Bồng Lai, Long An vào hôm bà Nguyễn Phương Hằng hẹn gặp vào ngày 4 tháng 11. Sự hợp lý của Phương Hằng là tôi biết lấy thân, lấy tiền, che thân. Fan của Thánh Mê cuồng đám đuối, tán tụng chân lý ấy. Về nhất thời, lộng ngôn của bà Hằng không sai, phù hợp với vai diễn, với ý đồ nghệ thuật của thầy Tuồng. Những bài diễn thuyết, cách hành xử của bà Phương Hằng và đám đông phảng phất mùi vị đấu tố của cải cách ruộng đất, chỉnh huấn của nhân văn giai phẩm, vết bẩn nhuộm vào tay đạo diễn kem sâu có thể còn dài nhiều tập. Phần hấp dẫn và ly kỳ nhất vẫn còn đang ở phía trước, nhưng nếu Phương Hằng diễn cương, chắc hẳn thầy Tuồng đạo diễn sẽ hạ màn sớm hoặc thay kịch bản. Và cũng xin gửi đến Phương Hằng và những fan mê tín và cả nhà đạo diễn nhận xét xấu đáo chân thành của nữ nhà văn Thu Trân trên trang Facebook cá nhân của mình như sau. Bà Hằng càng dấn sâu vào nghị trường, càng thấy sự rốt nát, quê mùa của bà. Bà có còn gì để bon chen vào tầng lớp trên của xã hội Việt Nam hiện nay hay không? Chỉ có tiền, vàng, kim cương và quá khứ không lấy gì tốt đẹp của một người đàn bà ngoi lên từ dưới đáy xã hội. Cho nên bà cũng có những quyết định, hành động điên rồ, vớ vẩn, chửi bới tục tĩu, bẩn thỉu trước bản dân thiên hạ cũng là điều dễ hiểu. Duy chỉ có một điều khó hiểu là thế lực nào đứng đằng sau lưng bà để bà mạnh dạn diễn tuồng lâu như thế. Những người đại diện thế lực này chắc cũng rốt nát và thiếu hiểu biết như bà. Nếu không phải như vậy thì phải là người vô trách nhiệm, chuyên đi các nước cờ bẩn để làm suy đồi xã hội. Tiếc là xã hội Việt Nam bây giờ lại có những người vớ vẩn như bà Hằng, được liệt vào tầng lớp trên và được gọi là CEO gì đấy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ ba ngày 23 tháng 11 năm 2021 với bản tin Phương Hằng diễn cương, hạ màn sớm hay thay kịch bản. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 22 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin điều tra của đài BBC về thảm cảnh của 400 lao động Việt Nam do công ty Trung Quốc đưa sang Serbia. Đài BBC tiếng Serbia vào ngày 18 tháng 11 có bài phóng sự về thảm cảnh của hàng trăm lao động Việt Nam. Nội dung bài báo được miêu tả như sau. Hộ chiếu thì bị tịch thu, lạnh, giường không có đệm, căng thẳng và bầu không khí ngột ngạt. Đó là câu chuyện về điều kiện sống và làm việc của hàng trăm người Việt Nam ở thành phố Senjan, Serbia. Đây là hình ảnh chỗ ở của công nhân Việt Nam trong công ty của Trung Quốc ở Serbia. Nó đặt ra câu chuyện về quyền lợi của người lao động của các nước cũng như thái độ của các nhà đầu tư nước ngoài đối với người lao động trên đất nước Serbia. Khoảng 400 công nhân Việt Nam đã đến Serbia vào mùa xuân để tham gia vào dự án xây dựng nhà máy mới sản xuất lốp ô tô của công ty Linh Long thuộc Trung Quốc. Kể từ khi chúng tôi đến đây, không có gì tốt đẹp. Một trong số những người công nhân Việt Nam đã nói với đài truyền hình N1 của nước này. Mọi thứ đều khác so với hợp đồng chúng tôi đã ký kết ở Việt Nam. Cuộc sống rất tồi tệ. Đồ ăn, thức uống, thuốc, mọi thứ đều rất tồi tệ. Người công nhân này nói thêm. Từ đầu năm 2021, Serbia đã cấp hơn 18.000 giấy phép cho lao động nước ngoài do thiếu lao động trong nước, theo số liệu từ dịch vụ làm việc của quốc gia. Hầu hết họ đến từ một cách có tổ chức thông qua các cơ quan trung gian hoặc công ty tuyển dụng họ, nhưng do khoảng cách pháp lý và sự mâu thuẫn trong các quy định. Việc kiểm soát điều kiện sống và làm việc của họ rất hiếm khi được thanh tra Serbia thực hiện. Điều kiện sinh hoạt của công nhân Việt Nam đã được âm thầm nói đến ở Zendarin một trong những thời gian gần đây, nhưng chỉ đến khi các nhà hoạt động của các tổ chức phi chính phủ như Astra, A1 và các nhà báo đến thăm khu trại nơi họ sinh sống, người ta mới nhận thức rõ ràng tình hình rất nghiêm trọng. Chỉ có hai nhà vệ sinh trong tòa nhà, giường không có đệm và phân rơi vãi cách nơi ở khoảng chục mét. Thông báo của nhà tổ chức này cho hay. Đây là hình ảnh khu vệ sinh của công nhân Việt Nam trong công ty Trung Quốc tại Serbia. Họ cũng cho biết hộ chiếu lao động bị tịch thu ngay khi đến Serbia. Điều này cho thấy khả năng buôn người vì mục đích bóc lột sức lao động. Sau đó, nhân viên an ninh tư nhân xuất hiện gần khu trại, chặn các nhà báo và nhà hoạt động tiếp cận công nhân.
các nhà hoạt động đã cố gắng đưa một trong số những người tố giác ra khỏi nhà máy, nhưng đã bị các nhân viên an ninh ở đây ngăn chặn. Vì vậy, một sự cố đã xảy ra vào hôm thứ Tư ngày 17 tháng 11. Christian của Astra, một tổ chức chống buôn người, đã nói với đài BBC rằng anh ấy hiện được chăm sóc ở trong chỗ ở an toàn. Linh Long phủ nhận mọi cáo buộc và nói rằng công nhân Việt Nam không phải do họ tuyển dụng mà là của nhà thầu. Thủ tướng Serbia Ana tuyên bố rằng công tác thanh tra lao động đang được tiến hành và ra lệnh chuyển công nhân ra khỏi chỗ này để họ có điều kiện tốt hơn. Và câu hỏi đặt ra là điều gì đang diễn ra ở Serbia? Một số phương tiện truyền thông Serbia đưa tin vào hôm thứ Tư 17 tháng 11 rằng các công nhân Việt Nam đã được di chuyển khỏi khu trại. Tuy nhiên, các nhà hoạt động ngay lập tức lên tiếng phủ nhận. Christian, người của Astra, tổ chức chống buôn người, nói rằng tin giả đó và việc các cơ quan im lặng chỉ là hình thức câu giờ để đưa ra các giải pháp thích hợp cho toàn bộ tình hình. Cô cũng không biết tình hình sẽ tiếp diễn như thế nào và liệu công nhân có được sớm được di rời hay không. Theo cảnh sát ở địa phương này, đã có 402 công nhân Việt Nam trong khu trại, trong đó có 35 người cư trú hợp pháp tại Serbia. Theo tin của Deutsche Welle, đài phát thanh và truyền hình của nước Đức ở đối ngoại, những người khác đến theo diện thị thực lao động. Họ làm việc theo hợp đồng và tổ chức và công ty China Energy đã ký kết với họ chi nhánh tại Belgrad do Linh Long thuê. Đây là hình ảnh công ty Linh Long Trung Quốc khởi công dự án tại Belgrad, Serbia. Khi đến Serbia, họ phải giao hộ chiếu cho chủ vì họ được thông báo rằng đây là thông lệ đối với công dân nước ngoài, các nhà hoạt động cho biết. Văn phòng công tố cấp cao ở Serbia này cũng nói với đài BBC rằng Serbia đã yêu cầu cảnh sát thu nhập thông tin về những nghi ngờ về việc tồn tại bóc lột lao động và tiềm ẩn buôn người trong nhà máy Linh Long. Tôi e rằng mọi thứ đang chỉ giấu rằng có một thỏa thuận nào đó giữa chính phủ Serbia và công ty, nhưng tôi mong chính phủ chứng minh điều đó là không đúng. Daniel từ tổ chức A1 đã nói với đài BBC như vậy. Công nhân và công ty đã nói điều gì khi trường hợp này được phát hiện? Phần lớn công nhân Việt Nam ở đây không hề biết tiếng Anh nên họ không trả lời phỏng vấn nhiều. Việt Nam hiện chưa có đại sứ quán tại Serbia. Tuy nhiên, một trong số những người biết tiếng Anh đã nói với các phóng viên hôm thứ Tư. Người này cho biết anh đến Serbia cách đây 4 tháng và mới chỉ được nhận lương một lần. Họ giữ hộ chiếu và thị thực của chúng tôi không thể thay đổi công việc hay đất nước của mình. Người công nhân này đã nói như vậy. Phía công ty Linh Long cho biết hộ chiếu của người lao động được giữ lại chỉ để xin tạm trú, giấy phép lao động và giấy tờ tiêm phòng COVID-19. Công ty cho biết bất kỳ ai cũng có thể đến lấy lại hộ chiếu bất cứ lúc nào. Không ai tịch thu hộ chiếu của bất kỳ ai, họ cũng tuyên bố như vậy. Công ty Linh Long của Trung Quốc cũng phủ nhận việc công nhân Việt Nam sống trong điều kiện thiếu thốn. Họ cũng chỉ ra rằng họ trả lương đúng hạn, phù hợp với số giờ làm việc. Đây là hình ảnh một công nhân đạp xe tại công trường của công ty Trung Quốc Linh Long. Và sự việc đã xảy ra như thế nào? Tránh xa chiếc xe ra, tránh xa chiếc xe ra. Một người phụ nữ cầm camera và hét to trong một video đăng tải trên tài khoản tweet của người này. Người ngồi trong xe là một trong số các công nhân, người đã tố giác với báo giới về điều kiện sống của công nhân. Đó là lý do tại sao anh ta bị sa thải, theo các nhà hoạt động. Nhân viên an ninh của công ty chặn đường đi tới xe và công nhân Việt Nam đang cố gắng đẩy họ để các nhà hoạt động có thể đưa người tố giác ra khỏi nhà máy. Một trong những nhân viên an ninh thì hét lên rằng, các người có quyền gì mà đưa công nhân đi? Công nhân Việt Nam sau đó đã đẩy bảo vệ và cho xe đi qua. Các nhà hoạt động cho biết người tố giác hiện đã an toàn và đang được giải quyết tình trạng pháp lý. Một điều hoàn toàn nghịch lý là các nhà hoạt động mang lương thực và viện trợ nhân đạo cũng như nhà báo không thể tiếp cận mọi người. Pushkin đã nói, một người đàn ông không rõ danh tính sau đó đã chặn chiếc xe của đài truyền hình N1. Christian, phóng viên của đài N1 có mặt trên xe nói rằng một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc ngồi sau tay lái của một chiếc xe khác. Anh ta quay phim và chụp ảnh biển số xe của họ. Trong tuyên bố đầu tiên, các tổ chức phi chính phủ nói rằng ngoài việc quyền lao động bị vi phạm nghiêm trọng, sức khỏe của người lao động cũng bị đe dọa. Họ nói, trong những căn phòng quá đông người ở, có những chiếc giường tầng không có đệm, không được phủ một tấm chăn bông mỏng.
Đây là hình ảnh giường ngủ của công nhân Việt Nam. Không có cơ sở hạ tầng và hệ thống thoát nước đầy đủ nên phân đã tràn ra khu trại khoảng chục mét, vô cùng mất an toàn và sức khỏe và mất vệ sinh cho công nhân, họ nói thêm. Ngoài ra, họ cũng chỉ ra rằng công nhân ở đây không được cung cấp sưởi, điện và nước uống. Các nhà hoạt động cũng nói rằng không ai trong số người lao động được ghi ngày bắt đầu làm việc trong hợp đồng. Người lao động có nghĩa vụ làm việc 26 ngày một tháng và nếu vắng mặt một ngày thì họ sẽ không được trả tiền lương của cả tháng đó, họ cho biết. Và phản ứng của châu Âu như thế nào về việc này? Viola Cameron, người Đức, nghị sĩ trong Nghị viện châu Âu đã phản ứng với tình hình này ở Serbien như sau. Bà nói, nếu đó là lao động cưỡng bức, chế độ nô lệ ở Tây Ban Can, thì đó là điều bi thảm và chúng ta phải cố gắng ngăn chặn nó. Tôi hy vọng rằng chính phủ Serbien sẽ xem xét điều này một cách nghiêm túc, bà nói thêm. Putin đã vui mừng trước phản ứng của châu Âu và cô nói rằng, thật tốt, bởi vì nếu sự việc tăng lên một cấp độ cao hơn, thì khả năng cao là người này sẽ được chăm sóc bằng cách nào đó. Và cũng trong điều kiện và hoàn cảnh như thế, ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đi nước Anh công tác và tháp tùng Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dám vào những nhà hàng sang trọng bậc nhất ở London để hưởng thụ món bò rát vàng hơn 1.000 đô la. Điều này trái ngược với cảnh sống khổ và đầy khó khăn cũng như thảm cảnh ở Serbien của lao động Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Hai ngày 22 tháng 11 năm 2021 với bản tin điều tra của đài BBC về thảm cảnh 400 lao động Việt Nam do công ty Trung Quốc đưa sang Serbien. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.